Hello, chào mừng anh em đã quay lại với video mới ngày hôm nay nha. Ôi rồi, xong ba thanh niên anh em ơi. Chạy đi đâu đây? Ôi chuyên tim luôn. Đây này. Bên này hay chạy này. Hết đạn anh em ơi. Ốc 2 rồi. Chui vô công hả? Hay da. Cầm súng kinh chơi luôn. Bên này còn một thanh niên nữa là xong anh em ơi. Một tim. Qua giết cái đã. Bắt tiêu rồi. Mới nóc mà. Ồ, đồng đội chạy mất rồi anh em ơi, không cứu luôn. Thanh niên này nóc có cây về đấy mà cứu. Rồi, hình như là chạy lên bên trên nè. À. Không, bên trên này team khác nha anh em ơi. Vừa bắn nhau xong này, có hai cái hộp xác luôn. Nghe cái tiếng chân bộp bộp nha. Vừa nghe tiếng chân bộp bộp mà. Cái này không có nha. Ôi trời ơi, nhìn nhầm. Đây rồi, bàn chân hiện trên bản đồ anh em ơi. À, trốn hả? Chạy. Chạy đi đâu? Qua công mình. Cầm thấm xương. Rồi. Hay đạn nè. Vĩnh biệt nha thức ơi. Trốn hả? Định trốn móc mình. Có gì đây? Rồi. Tạm ổn anh em ơi. Vậy là còn một thanh niên ở cái tiệm cạn dưới nữa là xong. Tiếng chân này. Đây. Thanh niên hồi nãy trốn anh em ơi. Chạy vô khu nhà lút đồ. Bây giờ qua trả thù hả? Ô, kẹt. Rồi. Sau bức tường anh em ơi, cho qua nét nữa là xong. Chết nè, trốn với mình hả? Chạy vô bên trong nhà là lút đồ anh em ơi. Ô, chưa có đồ gì hết, mới cầm S12K với cái súng lục thôi mà dám qua kiếm mình. Rồi đi anh em. 5 kill cho cả luôn. Ôi xe này rồi, shipper cho mình anh em ơi. Đưa xe cho mình hả bạn ơi. Hay lắm bạn. Kuro, để Kuro anh em ơi. Đưa đồ cho mình nè. Ô cái gì? Trời ơi. Bên này có người luôn. Ô ôi, cái gì? 6x6 anh em ơi. Ha, à, hên là hồi nãy là x6 mình rồi. Vào mình chính là 200 chứ không là chết rồi. Rồi bật lên sấy phát hết hồn luôn. Giật mình đó anh em ơi. Mình thường xoáy x3 mà hồi nãy mình quên dôm về x3. Thanh niên bên trên nhà này phải đồng đội không ta? Mình nghĩ là team khác đó. Không có rồi anh em ơi, gạt giò. Đi bo mình tìm người thôi. Cảm ơn thanh niên đã ship cho mình con xe nha. Đang đi tìm cái con xe mới cái là đem tới liền à. Giống lúc trước cái clip á. Mình đang đi tìm con McLaren đó anh em ơi. Trời ơi, thanh niên ship xe cho mình tới luôn. Chính như là ý trời vậy đó. Ủa đã mất rồi. À bên này anh em ơi. Tưởng mất con xe rồi chứ. Ôi ôi ôi. Mình thấy nha, thấy nha. Một chiếc siêu xe tới anh em ơi. Siêu xe nhưng mà siêu xe này siêu cô điếng. Chứ không phải là siêu xe mới nha. Trời ơi, vứt xe bên này, thanh niên. Đi trả thù hả? Này thì trả thù. Xếp xe thì phải xếp đồ nữa chứ. Đó, nét này. Ok, đi anh em bo thu về quân sự. Trời ơi, chạy một vòng mà chưa thấy ai hết. Còn có chiếc xe này. Ôi, cười luôn nè, này thì bắn hả? Dám bắn siêu xe của mình. Ok, còn một ông bên trên đây nữa. Con siêu xe này là nó khó te này em ơi, nó bắn không có được đâu. Cửa nhỏ lắm. Chết nè, sấy lùi 6 trận nè anh em ơi. 13 kill. Team này combat ở đây mà giờ thế mà mình cứ bên đất liền mình kiếm anh em ơi. Mà giờ bên quân sự này bắn nhau. Ồ, rồi lại tiếng súng nữa nè.
Bình thường 85. Lấy MK luôn đi. Đó đó, có thằng đi bắn AK nè mày. Xong rồi. Xin bấm ghi là. Rồi, tiếng chân bên trái. Nghe gốc cây. Trốn à. Trốn mà. Đang thắng máu lắm nè bạn ơi. Nghiêng người các kiểu nè. Ok. Chết nhanh anh em ơi chứ không nè. Không đủ 20 kill trận này đó. Mới có 14 mà còn lại người một người. Đi anh em ơi, lần tối con siêu xe trận đội. Trời ơi, cái team này. Ba thanh niên anh em ơi đang đứng me mình hồi bây giờ. Chạy ngang qua cái là bắn. Làm sao? Công súng không mấy bạn ơi. Không công à. Công thì mình công luôn anh em ơi. Chết ra làm trận mới. Đừng đợi mà giờ cũng công mình. Chỗ này hơi khó chơi tại vì đồ trọng quá anh em ơi. Dừng ở đây đi. Kìa rồi. Đứng trong này. Không chết. Trời ơi, MK14 mà không chết hả? Nóng rồi anh em ơi. Xuống luôn nha, mình khô máu. Lụm luôn còn hai thanh niên nữa à. Chạy, chạy. Ôi, cứu xong rồi, lẹ vậy. Ôi, cho thôi, sao bị đời điếp rồi. Ôi, không chết kìa. Rồi, xong luôn. Ây da. Cái gì vậy? À ha, gặp thanh niên áo nè. Này thay đạn à. Ôi thôi hết đạn luôn rồi. Thôi từ từ. Trời ơi tí chết nhưng mà gặp ngay thanh niên áo anh em ơi. Thanh niên bắn gánh tim thì bị nóc đầu tiên rồi. Chết nè. BD Omo anh em ơi. Hên là mình về thanh niên cuối là mình áo là mình nóc sâu nhất. Chứ mà để thanh niên mà ở bên trái mình nóc trước. Nóc sâu thì mình chết trận này rồi. Trời ơi hồi nãy mình nhảy xuống xe bị đứng. Cua xe đó bị đờ rip anh em ơi. Chứ mình chưa muốn dừng lại chỗ đó đâu. Một pha rồi yếu tim. Rồi đi. 5 người nữa. Dừng ở đây mình bắn cái hộp thịt cho địch nó tới. Cướp rồi mình lấy luôn tâm phụng ở đây anh em ơi. Đó. Còn có 4 người có thể là khả năng cao là một tim cuối. Xe trên đồi này. Ồ chạy bên trái à. Lên trên đồi nữa hả. Khác tim rồi anh em ơi. Hai xe mà. Ôi cái gì. Trời thôi sao hồn thính nó đè mình rồi anh em ơi. Chết rồi ơi không ra được. Xong luôn. Trời ơi. Không ra được rồi anh em ơi. Rồi coi như là trận này chết rồi. Chán thật sự. Sao mà cái rơi ngay cái đầu mình hay vậy ta. Cay thật sự luôn đó. Không ra được anh em ơi. Rồi, cho đội thấy mình rồi. Bây giờ mà có quăng thử trái nét thì mặt bay thì nó văng cái hộp thính nhưng mà mình nghĩ không được đâu. Chết rồi anh em ơi. Buồn. Tự dưng cái top 1 cái gặp ngay cái hộp thính này. Nó giết mình nữa chứ biết đâu. Nó mới chọn qua nét thử đi, nó có văng ra cái hộp thính không anh em ơi. Rồi chết queo luôn trời ơi. Nó bị kẹt ngay cách.